Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tố Lê đang đứng tại số đường 34-36 An Dương Vương, phường 9, quận 5, Sài Gòn. Thì phía trước là trung tâm thương mại dịch vụ An Đông. Tố Lê đã có mặt tại chợ An Đông nha. Đây là cái cảnh quan ở phía trước. Tố Lê muốn vào bên trong chợ An Đông sẵn tiện á, chia sẻ một ít hình ảnh tại chợ An Đông cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Bây giờ Tố Lê đi vào trong nè. Ở phía trước chợ An Đông thì rất là nhiều xe, xe đến và xe đi cũng tấp nập lắm. Đây là những anh hướng dẫn giao thông ở phía trước chợ An Đông. Đây là cái cảnh quan bắt đầu vào cổng chợ An Đông. Ở đây thì thấy có cái dịch vụ nghiệp đoàn bốc xếp. Họ chuyên bốc xếp và chở hàng, giao hàng. Tố Lê cũng chưa có rõ tình hình ở bên trong như thế nào. Bây giờ Tố Lê vào trong nha. Đây là những cái kiện hàng mà các anh em đang mua sẵn nè. Chuẩn bị mang về tỉnh lẻ. Về bên trong này thì phía trước này có những cái ghế đá để mình ngồi mình đợi. Và đây là cái tăng cấp mình lên trên. Ở trên đó có khả năng là bán quần áo, giày dép trên đó. Nhưng mà Tố Lê muốn đi xuống tầng trệt. Cái tầng trệt ở dưới này thì Tố Lê nhìn đằng xe thì có những cái quầy thức ăn ở đây. Đây là cái cảnh quan ở phía dưới tầng trệt nha. Bên cạnh này là những cái cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý. Phía trước thì có một cái lối đi ra. Dọc dọc bên này thì có nhiều cái cửa hàng vàng bạc đá quý lắm. Ở đây thì có cửa hàng Hoàng Yến, Hồng Ngọc, Kim Nhi. Qua phía bên này là cái khu ăn uống, trung tâm thương mại dịch vụ ăn uống của dịch vụ An Đông. Tại Tố Lê cũng đói bụng á, cho nên muốn ghé vào đây để coi thứ ở đây họ có bán đồ chay mình muốn ăn chứ đói bụng. Đây là cái quầy hàng đầu tiên, gồm có chè ba màu, khu bạch, bạch quả. Nói chung là ở đây các loại chè ở đây nè, và nước chảy khác. Tại những cái quán này thì có một vài anh đang đứng ở phía trước á. Ví dụ khách vô thì mấy ảnh sẽ mời chào và mời khách đến quán của mình để được ăn những tô phở hoặc tô bún hoặc ly chè. Ở đây có khá là nhiều các loại bún luôn. Bún nướng, bún thịt nướng nè, bún tôm càng, bún mắm, bún bò, bánh canh cua rồi. Chè thì ở đây có chè thập cẩm, sâm bổ lượng, xương xe học lụ, chè học sen rồi các nước giải khác, nước ép trái cây. Dạ, đi vào bên trong này đó thì mấy anh đang gọi mời. Dạ, anh ở đây cái quán của anh tên gì? Tỷ Ngọc á hả? Dạ, ở đây là cái quán ăn Tỷ Ngọc. Ngay từ khi mà các anh chị mới bước vào cái khu ăn uống thì sẽ thấy quán Tỷ Ngọc cũng ở phía trước này luôn nè. Bên này là dịch vụ. Bên này là cái cửa hàng vàng bạc đá quý. Tại nơi này á, sẽ có một cái khu ăn uống này. Đây là những cái quầy ở phía trước thôi nha. Bây giờ Tố Lê muốn đi ra sau nữa nè. Tố Lê nhìn thấy rất là nhiều quán ăn ở đây.
Ở đây có cung tấm, cung sườn, cung tôm, cung ghè. Rồi tôi lên đây đi vào các cái quầy ăn ở đây. Vào trong này rất là nhiều quán ăn. Mà khi cô chú đến chợ ăn đông thì cũng không có ngại, không có sợ mình không có thức ăn nha. Ở đây khá là đa dạng luôn. Ở đây có quán bún mắm của chị Loan. Ở địa chỉ là B5758. Bún mắm này, bún bò, bún xuông, các loại bún. Em quay xíu nha chị. Đi sâu về bên trong thì có nhiều quán nước ép trái cây, nước giải khát ở đây nữa. Rồi ở đây là có quán cơm của chị Diệu Nhi. Phía bên này cũng có quán hủ tiếu chay, các món ăn đồ chay ở đây. Đó là cái tổng quan của những cái quầy ăn uống tại chợ An Đông. Tiếp theo phía sau là những cái hàng legim với lại son nồi chén. Đây là khu vực bán ở tầng dưới, tầng trệt. Ở đây cũng có cái cửa hàng vàng Latin Cẩm Thạch Đá Quý nữa. À, có nghĩa là cái tầng trệt này vừa thức ăn, vừa mỹ phẩm, rồi vừa hàng đá quý, son nồi chén bát thì họ cũng bán ở đây. Đó, rất là nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý ở đây nè. Ở đây có cái cửa hàng trang nữ trang cao cấp, các loại đá quý cẩm thạch của chị Cẩm Thu. Chị đang bán hàng cho khách. Phía bên này thì là hàng mực khô, tôm khô và các loại hạt khô, các loại bánh, mứt, kẹo cũng nằm ở phía tầng trệt của chợ An Đông. Đây là cửa hàng của Mỹ Linh. Đây là hàng hải sản khô nè. Bên này là cửa hàng của chị Phong Hoa. Chị cũng bán các loại hải sản hả chị? Hải sản.
Hôm nay đến chợ An Đông thì tôi lên thấy cũng vắng khách lắm. Lượng người lai rai thôi, quầy ăn thì cũng thưa khách. Mà các cái cửa hàng vàng bạc đá quý hoặc các cái cửa hàng khô, hàng hải sản thì cũng vắng người. Chứ nổi tiếng chợ An Đông là cái chợ mà trung tâm thương mại mà lớn nhất ở đây mà. Đi ra phía sau nữa thì đó là những cái quầy hàng khô, hải sản và các loại mứt què. Vậy về đó là tổng quan của chợ An Đông mà ở tầng trệt á. Thôi thì Tố Lê cũng xin tạm dừng video tại đây. Có đi đâu tí xíu thì Tố Lê cũng muốn chia sẻ cái hình ảnh cho cô chú anh chị cùng xem. Bây giờ thì Tố Lê muốn đi lên lầu để xem thử ở trên lầu An Đông họ buôn bán như thế nào trên đó. Tố Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Chúc cả nhà vui vẻ và an lành. Rồi đây là phía trên lầu An Đông đây. Tôi lên đi lên đó.